Kính thưa quý vị và các bạn, trong số trước, chúng ta hiểu rõ về tình báo ba quốc giải cứu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong gang tấc vô cùng gay cấn và nguy hiểm. Thế nhưng, ông không hề bị lộ mà vẫn được tin tưởng tuyệt đối, thậm chí còn được giao hai nhiệm vụ mới, đó là ám sát ông Hoàng Sihanouk và bắt lãnh đạo giáo phái Hòa Hảo. Đây là hai việc mà ông ba quốc không hề muốn làm, nhưng đang nằm sâu trong lòng địch, ông bắt buộc phải làm. Với đặc thù của nghề tình báo, ông phải vắt óc suy nghĩ làm sao để có lợi cho quân ta, nhưng đồng thời vẫn phải giữ được uy tín đối với lãnh đạo trong bộ máy Việt Nam Cộng Hòa, để làm sao có thể duy trì việc moi móc thông tin. Vậy, ông giải quyết việc này như thế nào? Chúng ta cùng lịch sử quân sự tìm hiểu qua video số này. Lúc mới lên nắm quyền, anh em nhà Ngô Đình Diệm đã bị các giáo phái vũ trang Cao Đài, Hòa Hảo và quân Bình Xuyên gây rất nhiều khó khăn. Các nhóm vũ trang này trước đây được người Pháp hậu thuẫn. Khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, họ muốn lập các lãnh địa không phục tùng chính quyền Ngô Đình Diệm. Đây là những cái gai trong mắt của Ngô Đình Diệm, bởi các giáo phái này chuyên chống phá và không phục tùng chính quyền Ngô Đình Diệm. Vậy nên, liên tục trong những năm 1955 đến năm 1956, chính quyền Ngô Đình Diệm đã phải mở nhiều chiến dịch truy quét, đồng thời dùng các thủ đoạn để vô hiệu hóa những người cầm đầu nhằm dẹp cho được lực lượng này. Năm 1956, nhân tiện có vụ lũ lụt ở miền Tây, Mỹ đã có ý định đưa thủy quân lục chiến xuống để cứu lũ, nhưng thực tế là để nắm quân đội Hòa Hảo đang được Mỹ đứng sau hậu thuẫn. Còn chế độ Ngô Đình Diệm không muốn Mỹ nhúng sâu vào bộ máy chính quyền của mình. Chính vì thế, Ngô Đình Nhu rất sốt ruột, sợ Mỹ nắm được Hòa Hảo rồi sau đó kiểm soát toàn bộ quyền lực thì anh em nhà họ Ngô sẽ trở thành bù nhìn, Mỹ bảo gì làm đó chứ không còn tiếng nói. Ngô Đình Nhu sốt ruột về điều này, đích thân viết thư cho Trịnh Quốc Khánh, lãnh tụ của giáo phái Hòa Hảo, để dàn xếp thống nhất lực lượng giữa Hòa Hảo và quân đội quốc gia. Trịnh Quốc Khánh nhận được thư, lập tức nhận lời mời. Lúc này Ngô Đình Nhu ra lệnh cho Trần Kim Tuyến. Trần Kim Tuyến lại lệnh cho ông ba quốc xuống để mời Khánh về. Nói là mời, nhưng thực chất là lừa Khánh đến địa bàn của Nhu để Ngô Đình Nhu ám sát Khánh. Sứ mạng của ông ba quốc là xuống mời Khánh về. Nhưng đây là một sứ mạng cực kỳ nguy hiểm. Liệu rằng khi ông ba quốc xuống tới đất giáo phái Hòa Hảo, có còn giữ được tính mạng mình nữa hay không? Bởi trước đây, chỉ huy quân sự giáo phái này là Ba Cụt được chỉ huy trưởng tỉnh Cần Thơ mời ra thương thuyết, nhưng rồi bắt Ba Cụt và giết đi. Trịnh Quốc Khánh thừa biết việc này, lần này làm sao mà Trịnh Quốc Khánh có thể tin Ngô Đình Nhu được? Và liệu rằng Khánh nhận lời Ngô Đình Nhu có phải là một cú lừa hay không? Mà Khánh đã không tin Ngô Đình Nhu thì lấy gì đảm bảo rằng Khánh không giết ông Ba Quốc? Trong khi đó, ông Ba Quốc lấy danh nghĩa là người của Nhu xuống để rước Khánh lên. Việc này khác gì dâng mồi cho cọp. Bởi vậy, chuyến đi lần này chết nhiều hơn sống. Ông Ba Quốc không nhận lời xuống đó thì không được, vì nếu không xuống thì không còn tín nhiệm trong mắt Trần Kim Tuyến và Ngô Đình Nhu, thì làm sao khai thác được thông tin nữa. Biết rằng là vậy, buộc ông Ba Quốc quyết định đánh cược với tính mạng của mình. Lúc này, ông phải cân nhắc đến chiến lược đàm phán. Liệu rằng sẽ đàm phán với chiến lược rắn hay mềm? Nếu rắn thì ông cho quân đội phục kích quanh đó, quấn bom quanh người. Nếu có sự việc bất trắc thì ông đánh bom cả quân nhà Khánh. Nếu như vậy thì ông cũng chết. Đây là kế ngắn hạn, ông liệu có thoát hay không? Còn đàm phán với chiến lược mềm thì đi tay không và đánh bài tâm lý, nói tất cả suy nghĩ của mình với tất cả sự chân thành cho Khánh. Suy xét thiệt hơn, ông chọn đặt tính mạng của mình, quyết định đàm phán với Khánh. Ông đi mang theo ba người. Khi gặp Trịnh Quốc Khánh, ông Khánh nói bức thư của Ngô Đình Nhu và bảo rằng ông được Nhu cử đến mời Khánh về Sài Gòn. Khánh đã tiếp ông rất trịnh trọng ngay trong tổ đình. Nhưng ông ba quốc không thể nói ngay mà tranh thủ gặp riêng Khánh và nói thẳng suy nghĩ của mình như sau. Một bên thì dắp tâm muốn bắt, một bên thì nằm im chờ thời cơ. Tôi đến đây là theo lệnh của ông Nhu, nhưng về phía cá nhân thì tôi rất có cảm tình với các ông. Ông hãy nhớ rằng không bao giờ là sự phối hợp giữa quân đội của ông với quân đội của chính phủ cả. Vì vậy tôi khuyên ông không về Sài Gòn. Lời khuyên chân thành của ông ba quốc đã tạo thiện cảm với Trịnh Quốc Khánh. Nó cũng giúp ông ba quốc bảo toàn được tính mạng của mình. Nhưng ông Khánh vẫn quyết định ra gặp ông Nhu. Với sự chân thành của ông ba quốc, Khánh hiểu rằng có người trong phe địch đang ủng hộ mình. Thế nên đằng nào cũng phải nói chuyện cho ra lẽ với Ngô Đình Nhu về việc ông ta đàn áp giáo phái Hòa Hảo. Tội gì mà không tranh thủ sự ủng hộ của địch để ra gặp luôn.
câu hỏi đặt ra là ông khuyên ông Khánh như vậy, không sợ ông Khánh sẽ nói với ông Ngô Đình Nhu chuyện ông chia rẽ kích động sao? Tất nhiên là việc này khiến ông rất lo lắng, ông Ba Quốc rất hiểu hậu quả của việc này. Thế nhưng nằm trong tầm tay mà xử lý trước được thì phải xử lý trước, còn hậu quả như thế nào tính sau chứ không thể nào tính hết được. Rất may là ông Khánh về gặp ông Ngô Đình Nhu không nói gì về việc đó cả. Việc này cho thấy ông tôn trọng nguyên tắc làm tình báo như thế nào, khi việc làm tình báo phải kích động và khai thác mâu thuẫn trong nội bộ địch. Sáng hôm sau, ông Ba Quốc đưa Khánh về Sài Gòn. Để an tâm, Khánh yêu cầu xe ông ta đi để tài xế của ông ta lái. Đi được nửa đường, xe của ông Khánh bỗng vọt trước với mưu đồ chạy trốn. Ông Ba Quốc rượt theo, sau mấy lần mới đuổi kịp. Ông Ba Quốc thấy không ổn, bèn cho người của ông còng tay ông Khánh đưa về Sài Gòn, đem giam ở trại giam Gia Định. Đến đây chắc quý vị cũng thắc mắc tại sao ông Ba Quốc khuyên ông Khánh đừng về, nhưng sau đó lại bắt Khánh. Chúng ta phải hiểu rằng, nếu khi Khánh ở trong căn cứ của mình mà không đi thì ông không sao, nhưng đã dẫn đi trên đường mà chạy trốn thì ông Ba Quốc sẽ lãnh đủ trách nhiệm, vậy nên ông không dại gì mà để tuột mất Khánh. Ngô Đình Nhu rất hài lòng về năng lực của ông Ba Quốc, còn Trịnh Quốc Khánh thì rất biết ơn ông vì ông có thiện chí. Ông Ba Quốc bảo với ông Khánh rằng ông rất tiếc khi phải hành động như vậy với ông ta, vì ông không còn cách nào khác. Khánh cho biết rằng ông ta nhận lời về Sài Gòn là chỉ mượn đường chạy thôi. Ông ta biết rõ Ngô Đình Nhu không chỉ muốn bắt ông ta mà muốn bắt cả ông Văn Phúc và những lãnh tụ hòa hảo khác nữa. Chính vì vậy mà Khánh về để cho đồng đội kịp thời chạy trốn. Trịnh Quốc Khánh bị giam một thời gian rồi lại thả ra. Vậy vì sao Ngô Đình Nhu không giết Khánh? Nếu giết Khánh, chắc chắn thì sẽ sinh to chuyện. Giáo phái hòa hảo lúc đó là cả một hệ thống, có giáo dân, có quân đội. Giết Khánh, họ nổi loạn lên thì Ngô Đình Nhu sẽ mất lòng tin của dân. Đối với lực lượng của hòa hảo, cuối cùng Ngô Đình Nhu cũng dẹp được, rồi sát nhập lực lượng vũ trang của giáo phái này vào quân đội quốc gia. Bài toán rất khó, nhưng cuối cùng thì ông Ba Quốc cũng giải được nó trọn vẹn cả đôi đường. Hai bên đều vui vẻ, đặc biệt là ông không bị lộ. Đang trong nhiệm vụ với Trịnh Quốc Khánh, thì ông Ba Quốc lại được tuyến giao thêm nhiệm vụ mới, đó là ám sát ông Hoàng Sinh Han Ốc. Đối với ông, việc ám sát này thì rất đơn giản. Nhưng làm sao để việc ám sát này khiến Sihan Ốc không bị chết, mà ông vẫn được lãnh đạo của địch đánh giá cao? Ông biết rằng ông Hoàng Sihan Ốc rất ủng hộ Hà Nội, một người có tình cảm đặc biệt với Bác Hồ, cùng với việc Sihan Ốc rất kính trọng người thầy cũ là ông giáo Cao Văn Thỉnh, hiện tại đang làm đại sứ của Bắc Việt tại Vương quốc Campuchia. Chính vì lý do đó, ông Ba Quốc lại rơi vào những tính toán. Câu hỏi đặt ra, tại sao Ngô Đình Nhu lại muốn ám sát ông Hoàng Sihan Ốc như vậy? Chúng ta lại quay lại bối cảnh lúc đó, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi vang dội từ năm 1953, Pháp buộc phải đàm phán với Sihan Ốc và thừa nhận nền độc lập của Campuchia, nhưng thực tế vẫn còn khống chế nước này. Và cho đến khi thất bại ở Điện Biên Phủ, ách thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương mới chấm dứt. Sau khi Hiệp định Geneva, Pháp mất toàn quyền thống trị tại Đông Dương. Tại Hội nghị Geneva, Campuchia giành trọn vẹn thắng lợi mà không bị chia cắt như Việt Nam. Hội nghị Geneva quy định Campuchia giữ thế trung lập, đúng như ý đồ của hàng thân Sihan Ốc. Sihan Ốc kiên quyết thi hành đường lối trung lập, không cho Mỹ sử dụng đất của Campuchia để làm căn cứ xâm lược nước khác. Khoảng năm 1958, ông Hoàng Sihan Ốc chấp nhận cho Bắc Kinh đặt một văn phòng đại diện thương mại tại Phnom Penh với khuynh hướng ngả theo Bắc Kinh ngày một rõ. Tất nhiên, Mỹ không hề muốn điều này. Chính vì vậy, đã xây dựng một xa lộ nối liền Phnom Penh với cảng Sihan Ốc để lấy lòng xứ sở Chùa Tháp. Thế nhưng, Sihan Ốc cũng không vì thế mà siêu lòng. Sihan Ốc liền cho Trung Quốc nhảy vào xây dựng cột điện thắp sáng cho xa lộ đó. Mỹ thấy Campuchia khá cứng đầu, nhưng vẫn chưa đả động gì, vẫn thể hiện lòng tốt xây dựng bệnh viện ở Phnom Penh. Nhưng bệnh viện chưa được xây xong, Campuchia tiếp tục mở cửa cho Liên Xô đem máy móc thiết bị vào lắp, khiến Mỹ vô cùng tức giận bởi sự bướng bỉnh này. Mỹ không thuyết phục được Sihan Ốc, nên một mặt sử dụng viện trợ để lôi kéo các nghị sĩ quốc hội và các quan chức tướng lĩnh Campuchia, mặt khác tiếp tay cho chính quyền Sài Gòn đem quân xâm lược miền đông bắc Campuchia sâu tới 9 km. Dưới sự hậu thuẫn của CIA, Ngô Đình Nhu chỉ đạo cấp dưới của mình tiến hành lật đổ Sihan Ốc. Lý do của ông Nhu muốn Sihan Ốc thay đổi chính sách trung lập, không để cho Sihan Ốc là ngư ông đắc lợi
mà nghiêng hẳn về Sài Gòn. Năm 1954, Đáp Chuân về đầu quân cho Sihanouk đã từng bước tháp tùng quốc vương sang dự hội nghị Geneva. Thân thiết là như vậy, thế nhưng năm 1957, Đáp Chuân đã từ bỏ nội các sau khi bất đồng với Sihanouk theo Cộng sản. Đáp Chuân về Siem Reap làm vua một cõi, thâu tóm hết quyền lực tại miền Tây Campuchia. Nắm được điều này, cơ quan mật vụ của Trần Kim Tuyến cùng Ngô Trọng Hiếu mua chuộc được Đáp Chuân, phối hợp thực hiện âm mưu ám sát Sihanouk. Để cho chắc chắn, Ngô Trọng Hiếu mua chuộc cả cô vợ bé của Đáp Chuân để cô này thuyết phục giúp mình. Cuối cùng, Đáp Chuân cũng đồng ý thực hiện ám sát Sihanouk. Mọi kế hoạch được soạn ra chi tiết, nhưng lúc này Đáp Chuân thiếu chính là tiền. Không ngần ngại, Ngô Đình Nhu chi cho Đáp Chuân 100kg vàng lấy từ ngân khố quốc gia. Nhận được tiền, Đáp Chuân làm việc chuyên nghiệp hơn, các báo cáo trở nên rõ ràng, rành mạch. Ngày báo cáo ba bận, 7 giờ sáng, 12 giờ trưa, 9 giờ tối là điện đài từ dinh thự đều đổ chuông báo về cơ quan tình báo phủ tổng thống. Cả hai bên đều sửa soạn kế hoạch tiến đánh Phnom Penh và định ngày ra tay. Kịch bản cuộc ám sát lần này được lên chi tiết từng tí một. Hầu như ai cũng tin vào một chiến thắng, chưa hề đánh gì. Thế nhưng Ngô Đình Nhu và bác sĩ Trần Kim Tuyến đã bàn về việc khi Sihanouk bị ám sát là mình sẽ đưa ai ra thay thế. Vậy câu hỏi đặt ra, ông Ba Quốc có vai trò gì trong cuộc ám sát này? Đây là cuộc ám sát hụt, nhưng cuộc ám sát này vô cùng bí mật. Ông Ba Quốc không hề được bác sĩ Tuyến cho biết. Thời gian địa điểm đã định. Đến giờ nổ súng là lực lượng ở quân khu 5 và quân khu 2 của Việt Nam Cộng Hòa sẽ ập sang yểm trợ cho Đáp Chuân, chiếm lĩnh khu vực Đông Bắc Campuchia. Thế nhưng, đến lúc đánh lại hoãn binh dừng hẳn 10 ngày để sang Thái Lan, cầu cạnh Thái Lan đánh tiếp từ phía Tây xuống. Mục đích là khiến Sihanouk vào thế gọng kìm. Nhưng thông tin tình báo lọt ra đến tai của quốc vương Campuchia. Sihanouk Sailonon cầm quân tấn công chớp nhoáng khiến cho Đáp Chuân không kịp trở tay. Quân của Lonon bắt được đầy đủ tang chứng vật chứng bao gồm 100kg vàng cùng với hai chuyên viên của Diệm và đài vô tuyến điện. Có bằng chứng trong tay, Sihanouk gọi tất cả các viên chức ngoại giao nước ngoài đến nói chuyện ba mặt một lời. Trong đó có cả Ngô Trọng Hiếu, đại diện của Việt Nam Cộng Hòa. Ngô Trọng Hiếu không thể chối cãi được nữa. Hai điệp viên của Việt Nam Cộng Hòa lập tức bị kết án tử hình. Còn Đáp Chuân dù đã chạy trốn được nhưng do nghiện ngập mà kiệt sức gục dưới gốc cây, người của Lonon đã tiêu diệt ngay tại chỗ. Ngay sau vụ ám sát hụt này, Sihanouk nghiêng hẳn về phía Cộng sản, khiến cho anh em nhà Diệm, Nhu đứng ngồi không yên. Đến lúc này, buộc phải khử được Sihanouk chứ không còn cách nào khác. Quan trọng là phải khử bằng cách nào. Một kế hoạch chi tiết hơn, hoàn hảo hơn được đề ra. Và lần này, có sự nhúng tay của ông Ba Quốc. Kế hoạch này được đề ra rất cụ thể, chi tiết với xác suất 99% là tiêu diệt được Sihanouk. Vậy còn 1% thì ông Ba Quốc làm cách nào để cứu được tính mạng Sihanouk? Cuộc đảo chính đã một lần thất bại, khiến cho Ngô Đình Diệm mất ăn mất ngủ, áp lực buộc phải khử Sihanouk ngày càng cao. Vậy nên, cuộc ám sát lần thứ hai này, Ngô Đình Nhu buộc chọn Phạm Trọng Nhơn. Đây là một điệp viên nhà nghề cấp dưới của ông Tuyến, có mối quan hệ khá rộng bên Campuchia. Phạm Trọng Nhơn sau khi trinh sát báo cáo về, Trọng Nhơn đã quen một kỹ sư người Mỹ, trước đây đã từng xây dựng xa lộ nối Phnom Penh với cảng Sihanouk Vinh. Tên kỹ sư này là chỗ thân tình của một số thành viên Hoàng gia Campuchia. Đây là một cơ hội rất lớn để Diệm thực hiện âm mưu của mình. Bây giờ chỉ cần tính xem ra tay vào thời điểm nào và bằng cách nào. Trọng Nhơn sau một hồi khai thác thông tin biết rằng kỹ sư Mỹ chuẩn bị lên đường về nước và quá cảnh ở Hồng Kông. Vốn là chỗ thân tình nên kiểu gì kỹ sư cũng đến Hoàng Cung tạm biệt Sihanouk và Hoàng Thái Hậu. Đây là thời điểm hợp lý để ra tay. Khi kỹ sư đến chào hỏi xong, kỹ sư sẽ về Mỹ theo đường Hồng Kông. Lúc này, người của Sài Gòn sẽ mang quà đến, giả vờ là quà từ Hồng Kông do tên kỹ sư Mỹ biếu. Trong món quà đó, Ngô Đình Nhu sẽ gài mìn vào là xong. Nếu mở ra, Sihanouk sẽ không toàn mạng. Kịch bản được lên một cách chi tiết và tỉ mỉ. Đội điệp viên của Sài Gòn, đội điệp viên của Sài Gòn tại Campuchia về chữ ký của tên kỹ sư Mỹ để mang về cho một đội chuyên gia chữ ký tác nghiệp. Sở dĩ phải có chữ ký bởi trinh sát của Sài Gòn hiểu rằng quà không bỗng nhiên có thể đến tận tay Sihanouk được, mà phải thông qua chốt kiểm duyệt của giám đốc nghi lễ hoàng gia trước. Chính vì vậy, cần một món quà lót tay cho giám đốc này, phải có bằng chứng nào đó
để giám đốc này hiểu được đây là quà của người thân cận uy tín. Ngoài quà dành cho giám đốc nghi lễ phải có một ý nghĩa đặc biệt, thì món quà phải thể hiện được đúng tấm lòng của kỹ sư và Shinhanok. Quà của giám đốc phải to lớn, phải ý nghĩa thì mới được duyệt nhanh. Thế nhưng quà của Shinhanok phải trên tầm quà đó một bậc. Sau một thời gian tính toán, thì quà cho giám đốc nghi lễ là một vài lưu niệm quý xuất xứ từ Hồng Kông. Còn quà của Shinhanok là một hộp ngà hảo hạng xuất xứ từ Đài Loan. Bên trong có chứa chất nổ cực mạnh. Tất cả được cho vào vali, đóng gói cẩn thận. Chỉ cần Shinhanok mở ra là sẽ nổ. Mọi thứ được lên chi tiết xong, chỉ còn cách là làm sao lắp ráp nó vào với nhau để bộ máy có thể hoạt động trơn tru. Ông Ba Quốc đóng một vai trò quan trọng trong nhiệm vụ này. Một mặt, ông được giao nhiệm vụ liên hệ với hai người Hoa mang quà từ Hồng Kông sang, đồng thời liên hệ để các lễ tân hoàng cung thống nhất thời gian tiếp khách. Mặt khác, ông lên biên giới Tây Ninh do cán bộ địa phương dẫn đường sang cột mốc 136, gặp hai người của tướng Đáp Chuông để thống nhất kế hoạch đặt bom. Ông Ba Quốc phải chạy đi chạy lại, nhưng đây là điều ông mong muốn, bởi việc làm tình báo thì việc gì cũng phải biết để có thể moi móc được tất cả các thông tin, lắp ráp với nhau, tổng hợp, phân tích và gửi về cho lãnh đạo ta. Chỉ huy chiến dịch ám sát này là Hoàng Ngọc Điệp, Phó Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội. Hoàng Ngọc Điệp đóng vai một ông chủ lớn từ Sài Gòn sang Phnom Penh ở tại một khách sạn sang trọng để chỉ đạo. Cùng đi với ông Điệp có một số người nữa do Điệp chọn. Ông Ba Quốc còn phải đi thuê một cô gái đóng vai vợ của Điệp. Tại đây, ông Hoàng Ngọc Điệp và ông Ba Quốc cài bom vào vali quà. Hai vali được Phạm Trọng Nhơn mang thẳng đến Phnom Penh. Nhơn không gặp cản trở gì trên đường tiếp cận mục tiêu. Đến nơi thì làm thủ tục gửi quà như bình thường. Phạm Trọng Nhơn trong vai là người của nhà thầu Mỹ, nơi mà kỹ sư Mỹ kia đang làm. Nhơn có báo cáo rằng đây là hai món quà từ tận đáy lòng của kỹ sư người Mỹ kia tặng sau khi qua Hồng Kông. Người nhận là giám đốc nghi lễ Hoàng Cung, vốn là chỗ thân quen với kỹ sư người Mỹ. Chính vì thế, giám đốc nghi lễ không nghi ngờ gì. Chiếc vali thứ nhất có danh thiếp ghi tặng giám đốc nghi lễ có chữ ký rõ ràng. Mục đích là để vượt qua vòng kiểm soát. Chiếc vali thứ hai được gài mìn mới là cái dành cho Shinhanok. Mở cái đầu tiên ra thấy đúng người, đúng chữ ký. Chính vì vậy, giám đốc nghi lễ mang thẳng cái vali thứ hai vào phòng riêng của Shinhanok. Shinhanok đang định mở xem, nhưng ngay lúc đó lại có người báo Shinhanok phải ra ngoài tiếp đoàn sinh viên Trung Quốc ghé thăm. Vừa bước ra đến cửa, đang chào hỏi xã giao, thì tiếng nổ long trời lở đất đã phát ra làm rung chuyển của Hoàng Cung. Buổi phát thanh 12 giờ trưa ngày hôm đó, đài báo quốc tế đưa tin rầm rộ về vụ nổ. Tại Sài Gòn, Diệm và Nhu đã mở tiệc ăn mừng và tính toán các nước cờ tiếp theo. Thì mấy phút sau, báo cáo mật từ Phnom Penh gửi về nói rằng Shinhanok đã thoát hiểm trong gang tấc. Điều này khiến cho Nhu và Diệm cảm thấy bất lực và không hiểu nổi, bởi tại sao mà mọi thứ tính toán kỹ như vậy, mọi việc đã diễn ra như đúng tính toán mà Shinhanok vẫn thoát chết. Nhưng đây không phải là may mắn, đây là điều mà ông Ba Quốc đã nhúng tay vào vụ này. Khi làm việc với đội gài mìn, ông đã cố tình thay đổi thời gian cho nhanh hơn so với kịch bản 1 giờ. Ông đã nói chuyện bàn bạc với giám đốc nghi lễ trước đó và hiểu rằng những người như ông Hoàng Shinhanok thì thời gian phải chuẩn chỉnh đến từng giây. Thế nên lịch trình không có gì thay đổi thì sẽ không gặp vấn đề gì. Quan trọng là ngay lúc đó, ông được Trần Kim Tuyến giao thêm một nhiệm vụ nữa là đi bắt Trịnh Quốc Khánh của giáo phái Hòa Hảo. Lợi dụng nhiệm vụ kép này, ông vừa cứu được ông Hoàng Shinhanok, vừa làm lá chắn cho mình. Khi thống nhất được thời gian tiếp khách của ông Hoàng Shinhanok và kế hoạch đặt bom đâu vào đó, ông Ba Quốc bàn giao tất cả công việc lại cho đại úy Lưu Thành Hữu, người cùng đi với Hoàng Ngọc Điệp. Ông không sang Campuchia nữa, viện lý do phải đi bắt Trịnh Quốc Khánh cho kịp. Đó là lý do chính đáng nên không ai nghi ngờ gì về ông cả, vì ông Ngô Đình Nhu cũng rất sốt ruột về vụ này. Vậy nên chính quyền Sài Gòn có điều tra thì cũng không thể nào điều tra ra ông. Khi về, bọn chúng không nói gì, chỉ lắc đầu ngao ngán. Đại úy Lưu Thành Hữu bị Bộ Nội vụ Campuchia bắt. Sau này Sài Gòn phải chuộc mất 7 triệu đồng tiền Sài Gòn lúc đó, Hữu mới được tha về. Chính vì điều này, Shinhanok nghiêng hoàn toàn về phía Hà Nội, không còn vị thế trung lập. Nhờ có sự giúp đỡ của Shinhanok mà ta có thể vận chuyển hàng hóa, súng ống, đạn dược của cảng Sihanouk Vin của Campuchia rồi chuyển tới chiến trường Tây Nam Bộ để chi viện cho quân đội ta đánh giặc.
nếu không có pha lịch hẹn giờ xuất thần của ông Ba Quốc thì chắc chắn con đường vận chuyển vũ khí, trang thiết bị vào Nam sẽ khó khăn hơn rất nhiều và có khi lịch sử lại kéo dài thêm rất nhiều năm khác nữa. Trong thời gian này, ông Ba Quốc thâm nhập ngày càng sâu vào cơ quan mật vụ của địch. Ông đã phát hiện hồ sơ về 7 ổ gián điệp do Mỹ cài ở miền Bắc. Ông chụp ảnh tất cả những hồ sơ này gửi về căn cứ. Về sau này, ông Mười Nho cho biết về việc này. Ông Mười Nho nói, những thông tin anh Ba Quốc chuyển về được gửi ra Hà Nội, chuyển qua chỗ anh Trần Quốc Hoàn là Bộ trưởng Công an lúc đó. Sau này, anh còn gửi về hàng chục hồ sơ nữa. Các ổ gián điệp đó đã bị ta làm sạch hết. Đó là thành công lớn của chúng ta. Ta cài người vào trong các cơ quan của nó rất nhiều. Còn Mỹ cài vào được bao nhiêu đều bị ta tóm sạch. Vậy câu hỏi đặt ra, ông Ba Quốc đã săn tin như thế nào và gửi thông tin săn được đó về cấp trên ra sao? Tất cả sẽ có trong số sau trên kênh Lịch sử Quân sự phát sóng lúc 19:30 hàng ngày. Còn các bạn nghĩ sao về video số này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.